do hồi bữa có một cái ông chú á ở bến xe miền Tây hỏi á là thấy á làm á xe thì mấy chục triệu, mười mấy triệu, hai mấy triệu được không à, mà thấy làm mà đã quá, với lại cũng có coi rồi biết mấy đứa học sinh á thì cũng có thấy ý là mỗi tay á là mấy cái xe đồ mà chạy tiền đồ là có làm không, để nó có xe chạy tiền là sao, là mấy xe mà chở hàng chở rau đồ á chạy kiếm tiền hàng ngày á, chứ không phải là mấy xe đua chạy tiền đâu, mấy xe đua chạy tiền nó không có biết làm. Giờ ví dụ sẵn nói xe quay này luôn thì làm clip nó luôn, lấy đầu tiếp bầu vô, đầu bắt bầu vô rồi bắt đầu thì sao ta, cái nồi quay ép này á lúc đầu báo là 800 đến 1.1 triệu là full nồi zin, nhưng mà vô cháy quá, làm luôn là 1.5 triệu, cháy là sao, cháy con cá luôn, đi nhiêu lâu rồi tháng hơn rồi. Ủa là sao, tháng hơn là sao, còn ba xe nào đó chạy ra là xe này, xe này hồi xưa giờ là của bà già nó đi. Bây giờ gỡ ra cho coi xác bố, còn cái nồi trước cũ á thì có nói nồi trước cũ hư bẫy luôn rồi, cái nồi ba kèn trước nè hư bẫy luôn rồi, thay lại kèn zin đồ cho nó. Còn giờ cái này nè mở ra nè cháy cái này này này, bây giờ đi thui lùi đó, cũng là không còn gì bằng rồi. Thì cái này á là học sinh luôn, khổ đéo tiền, cái đó tao tự đi á, đồ mẹ nó có tiền sao nó đi chuyến xe, nhưng mà bến đúng không, tặng cho mình nhớ gửi xe tặng cho mình nhớt luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là biến quay cảm nhận lắm, tại vì cái này là quay liên tục luôn, là up thẳng lên YouTube luôn đúng không, cho nên là lát nó chạy xong rồi được không được là tối là nó vô thẳng YouTube nó chửi thẳng trong đó hơn. Lấy nguyên cái bộ nồi ra dưới đây, cái này là thay lại ba càng zin nè, cái này là thay lại bố zin nè, còn cái này là thay nguyên bộ nồi mới nè. Mấy cái xe mà quay RSX hoặc là S110 hoặc là RF đồ á là tay bụng nguyên cái nồi hãng vô luôn, cho nên đó là lý do tại sao tay làm mắc hơn á. Cái nồi quay riêng bình thường là 300 ngàn, là tại vì á tay gắn nguyên cái nồi này vô nè, đầy đủ nguyên combo vậy luôn, với lại thay chứ không phải dán, thay bằng kèn trước zin có 1.4 triệu mà đó, nguyên bộ combo này đặc biệt luôn quá, nguyên bộ combo này là gồm là nhôm hú, bố sắt, hai mặt nhôm mới, lò xo, nói chung là full bộ này rất là nhiều, rất là mắc hơn rồi xong, nhưng mà do tay mua số lượng nhiều cho nên rất là rẻ. Đó là của em là nhét nguyên bộ combo nó vô, quay qua cái bộ combo đó thấy không, rồi còn nhỏ móc lai ở đây cúi đầu xuống thấy không, móc lai hơi bị kỹ. Cái năm nhiêu con, cái năm nhiêu 201, hồi bữa xe đeo làm cái gì rồi à, chiếc cổ, chiếc cổ với lại mà đặt trước, bữa làm xe đeo làm chiếc cổ là 900, mày đang trước 250 là 1.450 đó, là chị cầm cầm đòi mày đá bi cái tao đâu đây đây đó đi. Đáng gì lùng đòn bắt phòng lông tiêu rồi ở trong đó mà, vậy lũ gì mà đó, dừng giúp đứng lên có lông đòn sắc đen, anh kịp dính vô sụp luôn mà, để anh còn sợ mất anh kịp dính vô, dừng lên dừng chịu phải lên đây cái xe này đó. Để đơn này, hôm nay mày nói thích đi cố này hay là sao quên tao? Dạ, thích đi. Hai mày vô luôn. Thôi xuống. Là thằng chủ xe á,
nãy tao kêu là đi cổ đi đem nó 950 thôi, làm để đéo chịu, nó kêu là nó thích bộ Etherber. Tại sao bộ Etherber giá 1.350.000 lần, cổ đi đem 950 à. Cái cổ tăng nè, nhét vô cái bô dinh là cái cổ này là 1.350.000. Cái tiền mà hai cái cổ này dính vô đây là 6.500. Này nó móc cái bài lò tôm nữa 800 nữa là tổng cộng là 2.800.000. Quýnh một vòng sơ mi trước cái này rồi. Quay dưới cái gì không có bị cạ nè. Ở dưới luôn, ở dưới đây luôn. Đó. Rồi xuống đây. Đó. Rồi quay ra một vòng tổng quét thôi. Đó. Ờ nhắc lại nè, full cái cây mấy cây bô tăng mà làm gì á cũng mắc tiền hơn mấy cây bô đồ chơi nữa. Tại sao? Tại vì á cái bô tăng xịn á là cái bô của mình là cái bô xịn rồi, là cái thứ nhất. Thứ hai cổ mình là cổ xịn nữa, cổ SB nhìn rất là đã, rất là giá trị đúng không? Đó nhìn đẹp đúng không? Nó mọi người chạy bô xăng lửa người thì cam xăng lồng cũng được. Rồi tiền mình hàng, tiền mình móc nữa, đủ thứ đó. Là như quên 2.800.000. Đó, giờ test thử cho nghe tiếng luôn. Trên đi xe. Quá xe đây đó. Trên đi xe winner này. Đi xe winner. Bộ này ai cấp? Em cái em cắt. Thì lập cầm camera lập cho nó vô đây. Cắt phép. À, tính ra điện hồn còn nghỉ ngơ. Nam.